Đây là một mớ xả mình mua về mình ăn cái mình ương nó nè, nó lên mọng rồi nè các bạn, lên rễ rồi. Wow, rễ dài quá ha. Dạ, trồng được anh à. Cái xả này mình mua về ăn cái mình cắt ra cái mình ngâm nước phải không em? Dạ đúng rồi, cái này thì mình xả mình mua ngoài chợ mình ăn, cái về mình cắt ngang mình ăn ở trên các bạn, mình lấy cái gốc mình ngâm nước được 2 tuần thì hiện nay nó ra rễ ha. Thì bữa nay mình sẽ xuống chậu nó. Ờ cái này vậy mình làm nó rẻ không? Tại vì hồi nãy mình vô trong cái tiệm ươm á, hình như nó 6-7 đồng một khúc vậy đó không? Ờ ngoài chợ thì nó bán một khúc như vậy, các bạn nó vô chậu thì nó bán hình như là 5 đồng các bạn, 4 đồng 89 xu. Wow, phải không? Cái này là mình có 6 cây là coi như mình bán được ha, cây chắc cũng 30 đô rồi đó nha. Wow, ít tuần nữa mình làm gà ram xả ha, sườn ram xả ăn ngon rồi không? Ok, đi trồng đi. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đi ra vườn mình chuẩn bị để trồng một ít xả của mình nè các bạn. À, đây là xả ở nhà mình tự ương đó ha. Và mình ương thì mình bỏ trong mình để cho bịch ni lông như thế này á cho nó dễ mau lên rễ đó các bạn. Thì cái này thì mình ương được 2 tuần rồi đó. Thì bây giờ các bạn thấy là nó ra rễ rồi. Đó. Nè, ra rễ trắng tinh luôn á. Rất là mọc luôn đó nha. Thì bữa nay mình sẽ vô chậu nó các bạn để mình một ít thơm nữa thì mình mới để ra ngoài. Mình vô chậu xong mình chuẩn bỏ trong nhà kính của mình ha. Em trồng chậu chứ không phải trồng trong thẳng trong nhà kính luôn ha. Thôi tại vì em nghĩ xả nó nhảy dữ lắm. Với lại mình nghĩ là trồng trong chậu mai mốt quá trời nắng nhiều á mình sẽ đem ra sân. Thì nó nhảy con nhiều hơn ha. Với lại trời mùa đông ở đây các bạn rất là khắc nghiệt cho nên mặc dù mình có nhà kính vậy cũng có thể là nó sẽ chết các bạn. Cho nên mình chắc chắn mình trồng chậu á. Nếu mình cần đem vô nhà thì mình đem vô không? Có thể tới mùa đông mình sẽ mang vô nhà các bạn coi nó có sống được không á. Còn đây là hôm nay mình mua được 5 chậu cái này dâu tây các bạn. Đó. Dâu tây này loại màu vàng ha. Cái loại này mới mình mới thấy cho nên mình mua về mình trồng thử. Thì ở đây mình hôm nay mình dự định sẽ trồng 3 cái chậu, một cái chậu này là chậu lớn mình sẽ trồng strawberry vào đây và một hai cái chậu mình sẽ trồng xả ha. Để nó quay cả cân lại cái đây nó màu vàng như này các bạn. Nè có cái tên nữa nè anh nè. Yellow Alpine Strawberry. Dạ cái loại này là loại mới, hồi nãy mình hỏi cái chỗ bán ở vườn ươm họ nói cái này là loại mới nó mới về thôi. Cho nên rất là mắc luôn các bạn, cái chậu như vậy nó bán là 3 đồng 75. Mà trong cái khi cái strawberry mà loại màu đỏ đó nó bự nó mọc hơn thế này chỉ có 1 đồng rưỡi thôi à, coi như nó mắc gấp 3 lần đó các bạn. Thì bây giờ mình chỉ cần màu trắng hơn với màu tím nữa là đủ bộ không? Màu trắng thì mình có hỏi chủ farm thì nói là khoảng 2 tuần đến 3 tuần sẽ có màu trắng. Lần sau mình sẽ trồng thêm một chậu màu trắng nữa các bạn. Không có biết màu có màu xanh không ta? Màu xanh thì lúc nó xanh đó. Còn màu tím thì mình không biết có vậy ha. Là màu xanh là mình ăn xanh luôn không? Ăn non á không? Thì bây giờ mình chuẩn bị đất để trồng strawberry. Tại vì strawberry mình trồng trên cái chậu á, khi mà trái nó lọt xuống gì á, không có bị sâu hay là bà chặn nó ăn các bạn. Cho nên mình quyết định trồng trong cái chậu. Ông xã mình thì muốn trồng dưới đất nhưng mà mình nghĩ dưới đất thì giống như khi có ra trái sát đất quá đó, mấy con bà chặn nó ăn hết à. Chứ mình thích trồng chậu cho nó đẹp. Cho nên bữa nay tốn cái tiền mua cái chậu này đó các bạn ơi. Thì cái chậu này mình đã đổ đất vô rồi. Thì cái mình đã bỏ chút xíu vỏ tôm vô nè các bạn. Thì bây giờ mình trộn lên ha, cho nó đều xong rồi mình trồng cho nó tốt á. Đất. Wow, nhiều vỏ tôm ha. Dạ thì còn hai cái chậu này thì em đã bỏ vỏ tôm rồi em trộn rồi. Em chỉ để cái này đặng cho trộn cho các bạn thấy là mình trồng mình không có bỏ phân cái gì đâu, mình chỉ trồng bằng cái giống như vỏ tôm hay là nước rửa cá rồi đó. Thì mà đem mình tưới vậy thôi các bạn thì nó tốt, nó giống như là bằng phân hữu cơ nó tốt tự nhiên á. Làm mẫu không? Ừ. Cái này mà trộn quá nha, có nhầm cái mấy con chuột hay con sóc mà nó ở ngoài vườn mình đó các bạn, nó đào lỗ cái nó tha mấy cái vỏ này nó dì tổ nó ở nó nhét đầy ở dưới nó ăn đó. Thì tại vì lá chắn mình phải ủ nó thì nó mới phân hủy thì nó mau hơn, nhưng mà mình không có thời gian thôi, mình trộn như thế này cũng được, khi mà cái cây của mình nó lớn thì nó ăn cái phân này từ từ thì cũng được ha. Em trồng hết mấy cái bụi đó vô đó luôn. Thì tại vì mai mốt em muốn cho nó ra đặt á anh, cái nó rươi rươi xuống á đẹp lắm. Mốt em sẽ trồng thêm một cái chậu màu trắng nữa, em để ngay chỗ hai bên chỗ strawberry á. Vậy tốn thêm cái chậu nữa hả? Thì strawberry mà trồng trong chậu thứ nhất dễ hái nè, thứ hai nữa là nhìn nó đẹp nữa phải không các bạn? Wow, làm
Nông dân ở đây vừa tốn tiền mà không biết thu hoạch được bao nhiêu đây. Dạ rất là tốn tiền luôn các bạn, nhưng mà thu hoạch thì chưa biết ha, nhưng mà được một cái là mình vui, với mà khi mình ra ngoài vườn thì đầu óc mình thư thái, với lại giống như là mình qua một ngày mệt nhọc làm việc thì giống như là vừa tập thể dục. Đúng rồi các bạn. Thư giãn luôn các bạn. Rất là thư giãn mà các bạn mà có một khu vườn nhỏ nhỏ nè như vậy này không? Cái mình đi làm về mình ra đó mình ngắm cái thành quả của mình trồng không? Dạ rất là vui mà lại thấy nó lớn cũng vui lắm các bạn ha. Với lại mà ăn mà những cái rau quả trái cây mà mình trồng mà mình hái vô ăn liền á, rất là ngon các bạn. Nó ngọt nữa mà ngon nữa, tươi nữa ha. Thì đây là các bạn, cái dâu tây màu vàng này thì mình mua nó đã có bông như thế này rồi, nhưng mà nhìn nó hơi ốm yếu chút xíu. Thì mình sẽ chậu là trồng 5 cái chậu này vào trong đây luôn. Không biết cái loại này nó có nhiều trái không ha, như trái đỏ không? Ừ thì cũng không biết nữa, tại cái này là loại mới à. Lần đầu tiên mình chỉ coi trên video trên YouTube thì mình thấy, chứ mình thật sự chưa có ăn bao giờ nữa. Anh ăn chưa? Chưa. Ừ thì không biết nó ngon không, thì thôi thử đi ha. Anh ăn trái đỏ với ăn trái xanh rồi. Trái xanh thì tại nó còn xanh phải không? Ừ. Nhìn nó ốm yếu quá à. Ừ. Còn bên kia em có gì nữa đó? Ờ cái này thì hồi nãy mình đi thì mình thấy một ít cái này xà lách bắp các bạn. Xà lách mà loại bắp mà ăn giòn giòn đó. Mình mua một ít để trồng đặng mà ăn vào lúc mùa này thì cái này nó chịu trồng, chịu lạnh cho nên mình mua để ăn trước á, để trồng ăn trước. Ừ. Loại xà lách này anh thấy có thấy hiệu nó không? Nó kêu là cái bắp các bạn, hết là lettuce nè. À. Cái này mình ở nhà mình làm gỏi đồ ăn cũng ngon không? Ừ. Cái này là cái gì phải không? Cái này là cải ngọt. Nhưng nó để cải ngọt nhưng mà em thấy sao nó hơi khác khác, không biết đúng cải ngọt không? Không biết cải ngọt không? Nó kêu là bok choy, tiếng Tàu kêu bok choy em. Ừ. Thì mình định mua cải ngọt để trồng nấu canh đó các bạn. Giờ mình mua thêm hai cái rau răm nữa để trồng. Hôm bữa mình trồng 4 cây rồi thì mình mua hai cây nó trồng cho đặt cái chỗ đó luôn. Ừ. Rau răm không? À, hồi đó nhỏ nhỏ anh nhớ cái câu thơ gì rau răm gì nè. Rau răm gì? Có, em nhớ rau đắng thôi, em mới rau răm. Người ta nói gì đó, rau răm ở lại chịu đời đắng cay đó. Gió đưa bụi chuối sao hả? Ừ. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Là sao? Thì ai biết, có nghĩa là... ai biết? Thật là... Hồi đó người ta tư ru con, người ta hay ru mấy cái câu đó đó mà. Anh không hiểu, không biết nghĩa là gì nữa. Chắc giống như là người vợ bỏ đi, người chồng ở lại đắng cay hay gì đó. Wow, người chồng ru con hả? Ừ. Nè, cái này thấy nó ốm yếu quá ha. Thì em sẽ trồng 4 cái chậu này nó vuông, cho nên em trồng 4 gốc vô trong cái chậu còn chính giữa nữa ha. Mà cái này nó nhảy là vừa đó. Nó nhảy dữ lắm em ơi. Hả? Nhảy dữ lắm hả? Ừ. Thì có cần mình trồng ở dưới ở ngoài một cái không? Hả? Mình để coi mai mốt có gì bứng ra. À. Tại em thấy nó yếu quá nè. Với mình định trồng đặc vậy đó, khi nó có trái hái nhiều chút. Nhằm khi cái loại nó không nhảy con, cái loại mà mình trồng ở dưới, bây giờ nó nhảy con dữ lắm. Ừ. Mà trâu ri màu đỏ nó cũng có nhiều loại lắm nha, không phải là một loại đâu. Ừ. Loại bự, loại to, loại nhỏ. Đủ thứ loại hết á. Loại ăn ngon, loại ăn không ngon. À, ngon là tại vì mình trồng trái bự mà nó tươi thì nó ngon rồi. Ừ. Cũng như người ta cũng vậy, có người tốt, người xấu, người đẹp, người không đẹp. À, giờ có người mập, người ốm đúng không? Ừ, người ốm, người bụng bự, người bụng phệ. Cái gì cũng vậy không? Nội nhà mình là thấy không? Ở đây là thấy hai loại người nè, người mập, người ốm đúng không? Ừ. Ok, em làm mà em lấy cái thẻ nó ra luôn đi, để nó mất thẩm mỹ quá. Để mình biết mất mà sao màu vàng. Biết mà, mình biết mà. Rồi. Xong rồi nè các bạn, đó được. Đó, còn thẻ nữa lấy luôn đi, ở trong giữa đó. Này. Đây, được một chậu trâu ri rồi nè, mai mốt trái là xâm xê nha. Tươi quá ha. Ừ. Tốt lắm, rễ nhiều lắm mà không biết nhảy con không. Hình như cái trái nó màu vàng, anh nhìn cái lá nó cũng màu vàng vàng luôn ha. Nó không có đậm như cái màu xanh bên kia ha. Ừ, mình thấy nó ốm yếu quá ha. Ừ. Xong, được cái chậu trâu ri rồi nè các bạn. Còn hai cái chậu này thì mình sẽ trồng cái mấy cây xả của mình. Cây này hơi nhỏ không ta? Được rồi. Thì mình dự định sẽ trồng một chậu và là 3 cây xả các bạn. Mà nãy mình đi vô trong cái chỗ vườn ươm các bạn biết không? Nó vô chậu một cái chậu như thế này, một cái cây xả như thế này nó còn xấu hơn cái của mình nữa nha. Ốm yếu lắm. Ốm yếu lắm mà nó bán 5 đồng đó các bạn. Wow, để mốt mình ươm mình bán chừng 2 đồng, không biết ai mua không? Cái này mình mua ở trong tiệm là bao nhiêu?
Cái này là mình mua đó các bạn, mỗi một cái ba cái gốc xả như thế này, cái cây nó dài như thế này để mình mua về mình ăn đó là 1 đồng, Một đồng. một đồng thôi các bạn. Rồi xong đó mình về thì mình cắt nó một khúc vậy nè, mình ở trên mình ăn, còn ở dưới thì mình ngâm nước ha. Cái này thì mình ngâm được 2 tuần rồi nè các bạn, đúng 2 tuần bữa nay luôn á. Wow, nó coi coi nó ra rễ nè các bạn. Đây nè, để một ú luôn á. Cái rễ này là cái rễ này rất là mạnh luôn không? Ba mập quá hả? Người ta nhìn ra cây sả mà nó ra rễ như là biết nó ra con nhiều rồi. Thì tại rễ á, thì nó nhảy con dữ lắm luôn á, thì mình mong là mai mốt nó sẽ nhảy đặt luôn mấy cái chậu của mình nè. Thì bây giờ mình trồng xong á thì mình nghĩ chắc phải đem vô nhà kính mình để các bạn, chạy cũng còn hơi lạnh vào ban đêm đó, chứ cũng chưa có để ở bên ngoài được ha. Đó, thì ở đây mỗi một cái chậu mình sẽ trồng 3 cây. Các bạn thấy mấy cái phân này các bạn, là phân nấm không á các bạn? Phân nấm bữa ông xã mình mua ông đổ đó, thì mình chừa lại một ít để trồng vô những cái chậu nè. Coi nè anh, Wow. thấy không hả? Các bạn dễ lắm, muốn trồng thì mình cứ chặt Đây như nè. vậy, mình ngâm nước ha, Xét vô xong cái rồi mình trồng cái ni lông lên cho nó hầm đó, cho nó dễ ra rễ các bạn, vậy là được rồi. Mình nhẹ nhẹ, mình sợ nó hư cái Đúng rễ. ra cái trời ấm ấm mà các bạn ngâm mà cứ đem vô cái đất á, chỗ nào ẩm á, các bạn ngâm lên nó cũng lên luôn nữa, Dạ đúng rồi, nó mạnh lắm. mà tại vì mình ở đây lạnh đó cho nên mình sợ nó chết, cho nên mình làm ở trong nhà trước. Xả nó rất là mạnh, cũng như anh á, cắm đầu nó lên đó. Đó, khỏi quảng cáo, Bụng phè phè vậy chứ mạnh lắm các bạn. phải mạnh, cứ đối thừa bụng phải, không có trồng rau được hoài mạnh. Rồi xong nè, hôm nay thì mình được 2 cái chậu xả nè các bạn. Wow, ngon hơn Xả đấy. này nếu mà mình mua ngoài chợ là cũng mất hết 30 đơn nha, đỡ tốn, thấy chưa, thì tốn có 2 đồng thôi đó các bạn, mà còn có xả để ăn nữa. Và một chậu dâu tây màu vàng ha, cái này là mình trồng thử nghiệm coi nó như thế nào, nếu mai mốt nó nhảy con thì mình sẽ chiết ra bên ngoài bớt, và mai mốt mình sẽ kiếm màu trắng trồng thêm 1 chậu nữa. Gà ram sả, sườn ram sả, wow, ngon lắm Thấy á. xả là thấy mơ đồ ăn rồi các bạn, thấy không? Cá Cá muối sợi ớt muối chiên sả ướp chiên, không? Chảy nước miếng rồi. Rồi sao không? Thôi mình đã xong cái công việc của mình rồi nè các bạn. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào các bạn, hy vọng là tuần sau không, mỗi tuần mình sẽ quay lại xem những cái cây rau quả của mình nó phát triển như thế nào hả các bạn. Xin mời các bạn ủng hộ hai vợ chồng mình ha. Bye bye.